dụng giận mạnh, giận mạnh, giận mạnh, giận tới khủng thành rồi, tới khủng thành rồi, anh tới xuống đó một chút. Yeah. Anh ta đã ghi được một bàn thắng cho đội hai. Được không? Cái khung thành của team mình mà. Cú hô huyền thoại, Đinh Minh đã cản được chơi bóng mà không cần dùng đến sức lực gì cả. Wow, anh ta cực kỳ đỉnh chơi bóng còn sợ Đinh Minh nữa mà. Wow. Má, team 1 đã vào. Ngu lắm, ngu lắm. Vào rồi. Ủa, nào đấy. Một con dành cho thôi, đó là kỹ năng của anh ta. Kỹ năng gì? À, tụi mà tuyển thủ mặt màu mỡ đang là người giữ trái ban. Anh Hiệp, đón được chuyện của em đây. Đừng lo, anh sẽ lấy được. Chào mừng các mẹ đến với cái chiến đấu của bảo và ngày hôm nay đội quy phạm của tụi mình đã có mặt tại hiện trường đây các bạn ơi, và đây chính là sân bão bu. Thì ngày hôm nay em của tụi mình sẽ chơi đá banh nha các bạn ơi, và trước khi đá banh thì mình sẽ cho các bạn biết là cái khu này nó rộng như thế nào nào. Chơi chơi gì nữa thì anh em của tụi mình sẽ bây giờ sẽ chơi đá banh luôn nha các bạn ơi. Và sau đây là team 1 của chúng ta. Tuyển thủ số 1 của chúng ta đó chính là Long Lắc Lẹo. Và anh ta có một cái khả năng như thế nào thì sau đây chính là ví dụ để đặc trưng của anh ta. Và đó là khả năng của anh ta. Đây chính là tuyển thủ số 2, Dũng Vô Vô. Xem anh ta làm được cái gì đây, anh ta làm được cái gì đây. Đây chính là ví dụ về con người của anh ta. Và đây chính là khả năng của anh ta. Sau đây tuyển thủ số 3, Bảo Bách Bèo. Đây là đội trưởng của đội 1. Anh ta hội tụ các yếu tố rất là nguy hiểm trên cái hành tinh này. Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos đã hội tụ ra đây. Thôi, đó là kỹ năng của anh ta. Kỹ năng gì? À, tôi quên, đủ con bánh bèo vô dụng. Nó không có kỹ năng gì hết các bạn ơi. Oh, shit. Đủ bánh bèo. Sau đây chính là đội hình team 2 của chúng ta. Và sau đây chính là tuyển thủ đầu tiên của team 2, Mập Màu Mỡ. Sau đây là một ví dụ về khả năng của anh ta. Đây là ví dụ của một người bình thường. Còn đây là đối với Mập Màu Mỡ. Và đây chính là khả năng của anh ta. Tuyển thủ số 2 của team 2 đó chính là anh Hiệp Hoàng Hảo. Và anh ta có khả năng gì đây? Sau đây là ví dụ của anh ta. Dạ, anh đến từ 1 đến 3 em phải khép các bạn thôi, qua đó. Và đó chính là khả năng của anh ta. Và tuyển thủ cuối cùng của chúng ta đó chính là Địch Đúng Định. Địch Đúng Định có khả năng gì đây? Và sau đây chính là khả năng của anh ta. Anh ta rất là chắc và cứng. Đó là khi mà anh ta đụng người ta. Còn lúc mà người ta đụng anh ta thì như thế nào? Đó chính là khả năng của Địch Đúng Định. Và bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa team 1 và team 2. Bắt đầu tranh banh, xem đại lên được banh đây. Con chim kì mày. Chị bự ghê. Bự cái ông nội túi nó ông Dũng vô dụng này. Nó lấy banh rồi kìa, đi lấy banh. Banh lẹo. Còn banh lẹo nữa đi. Tên thủ mặt màu mỡ đang là người giữ trái banh. Anh Hiệp, đón được chuyện của em đây. Đừng lo, anh sẽ lấy được. Lâm Lách Lẹo đang là người giữ trái banh. Và hả, team đội 2 đang bị nguy hiểm. Chuẩn bị sút. Cú hô huyền thoại, Đinh Minh đã cản được chơi bóng mà không cần dùng đến sức lực gì cả. Wow, anh ta cực kỳ đỉnh chơi bóng còn sợ Đinh Minh nữa mà. Wow. Và team 1 đã vào. Ngu lắm, ngu lắm. Vào rồi. Ủa, nào đấy. Một con dành cho Lắc Lẹo. Bắt đầu đến điểm thứ 2.
thì anh Hiệp Hoàn Hảo sẽ là người giữ banh. Anh Hiệp sẽ làm gì đây? Bắn chạy lên, chạy lên trước. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Để mình tính toán. Đứng cho. Tốt. Bên kia. Đúng vô dụng. Bên này có hắn. Ok. Bây giờ thời gian tính toán thì anh Hiệp Hoàn Hảo đã có đưa ra cho mình một quyết định cú sút cực kỳ kinh khủng. Số đi đẹp. Sút. Mập Bao Mỡ đã giữ được trái banh và anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Mập Bao Mỡ đang đưa banh đến khung thành của team 1. Ai đây? Ai đây? Dũng vô dùng, Dũng vô dùng. Wow, xem ơi, Mập Mon có thể hả đưa banh qua được Dũng vô dùng không? Wow, Mập Mon đã đưa banh qua được và anh ta đã đá vô thành. Ủa banh đâu? What the fuck? Wow, Dũng vô dùng đang giữ banh, Dũng vô dùng, giữ banh. Chạy lên Dũng vô dùng ơi. Dũng dùng dẫn banh, dẫn banh. Dũng anh dừng tới khung thành rồi. Tới khung thành rồi, anh ta xuống đó một chút. Yeah. Anh ta đã ghi được một bàn thắng cho đội 2. Được không? Cái khung thành của team mình mà. Một sẽ nhau anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta sẽ ném hay là anh ta sẽ truyền đá? À, anh ta đá. Cú sút rất là ghê. Ơi, anh ta truyền chứ. Lập lắp léo, lập lắp léo. Đang dựng banh, dựng banh. Ghê gớm quá. Lập lắp léo đang chạy lên với tốc độ bàn thờ. Ở phía trước có team mình còn. Dựng banh bắt banh. Ok, em bắt đi. Thôi nha. Em bắt đi rồi nè. Mày bắt bằng chân chứ bắt bằng tay đâu em. Tới lượt anh Hiệp Hoàn Hảo đá cú đá phạt 16-50 và chúng ta có hai người làm tương. Ê ông ơi, em sợ cái bánh nó bổ xúc xích của em nguy hiểm. Và anh Hiệp bắt đầu. Đội ẩm này đủ. Ok, đã có phương án. Và sau đây sẽ là cú sút quyết định của anh Hiệp có vào hay không. Chính là cú sút này. Chơi. Bây giờ ta chỉ đùa với các người thôi. Bây giờ ta sẽ dùng ra từ quỷ cuối cùng. Sẽ làm như thế nào? Anh Hiệp, nó mạnh của em nè. Hiệp Hoàn Hảo đã giữ được banh. Và anh Hiệp Hoàn Hảo sẽ làm gì đây? Chuyện cho Mập Màu Mỡ. Mập Màu Mỡ đang chạy lên. Lâm Lách Lẹo đang đứng ở phía sau. Lâm Lách Lẹo đang vượt theo Mập Màu Mỡ. Anh ta có những bước rồng, bước rất là kinh khủng. Xem là có dí được Mập Màu Mỡ hay không. Mập Màu Mỡ đang cố gắng chạy rất là nhanh. Nhưng mà Lâm Lách Lẹo đã bước qua được phía trước. Vậy là coi như là Lâm Lách Lẹo đã là vật cản của Mập Màu Mỡ. Vậy là Mập Màu Mỡ có qua vượt được qua Lâm Lách Lẹo hay không? Vượt qua được với một cú lòn hẹn rất là hôi hẹn, nhưng mà không kể, không sao cả, chiến thắng là chiến thắng. Sắp đến khung thành rồi, có vô được hay không? Wow, vậy là Dũng vô dụng, lại là Dũng vô dụng. Đại bàn tung cánh à. Lấy thịt đè người của Mập Mon đã thành công. Dũng vô dụng đã men được làm được cái gì hết. Dũng vô dụng quá. Rồi, phía trước là cái gì đây? Có vô được khung thành hay không? Mập Mon rất là khó, không biết anh Mập Mon có làm được gì hay không. Đã được gì của em? Anh đã tính lưu gió rồi. Phá này đánh lâu là vô chắc. Căng mạnh kiên tâm đêm. Thấp quá không trúng rồi. Banh đang ra ngoài biên rồi. Banh là 2 điểm Hoàn Hảo vẫn giữ được banh. Lần này chắc chắn được. Chuyền banh cho ha Mập Màu Mỡ. Mẹ mình lùng quá sao đánh đầu giờ. Em yeah. Chụp được không, chụp được không. Yeah. Đội 2 đã. Yeah. Yeah. Cuộc chiến đá anh kỳ hôm nay coi như là hòa. Hai hai ta sẽ gặp lại các
ngươi vào video lần sau. Đá banh phần 2. Nhớ ủng hộ nha. À, cái khu này nó rộng như thế nào nào. Ok, không chờ gì nữa anh em cũng nhảy vô. Ok, không chờ gì nữa thì anh em của tụi mình sẽ bây giờ sẽ chơi đá banh luôn nha các bạn ơi. Và tính cách của anh ta. Và đây chính là khả năng của anh ta. Em la thôi, lại em la, em cứ la à, la gớm lên coi, la à, à, la ghê gớm lên coi. Ừ, em đang la để tính cách của anh ta, cái em ngừng lại luôn. La 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 lại nào. Rồi bắt đầu. Sau đây là cầu thủ tiền thủ số 3. Đây là đội trưởng của đội 1. Đó, anh ta là từ học từ Neymar, Messi cộng Ronaldo cộng Suso ra múc ra cầu thủ mặc áo màu hồng. Đây là tiền thủ rất là bánh bèo của chúng ta. Đấy. Ủa, ông chưa nói bảo bánh bèo hả? Ủa, có chụp được không? Chụp được không? Yeah! Đội 2 đã. Yeah! Và hòa. Sao tim nó không có vui vậy?